Xin chào các bác nhá. Hôm nay em giữa trời chưa nắng này, em thấy con này khỏe quá là quay video cho các bác luôn này. Một em Mitsubishi 2 tấn nhá, đang lưng một kiện 2 tấn 730 kg. Quá khỏe luôn. Mitsubishi 2 tấn, lưng 2 tấn 730 này. Lưng anti nên nhẹ nhàng nhá. Đây anh kỹ thuật viên bên em đang lưng hạ bình thường nhá. Mitsubishi 2 tấn rẻ khỏe, sức bền. Đấy. Quá khỏe. Càng dài 1m4, di chuyển 4 bánh đặc, xe được bên em nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Đấy, giấy tờ đăng kiểm, hải quan đầy đủ hết cho các bác. Đấy, di chuyển nhẹ nhàng nhá. 2 tấn 7 này. Đấy. Quá khỏe luôn. Ngon vổ rẻ, giá hơn 100 là có. Hơn 100 triệu là có ngay mà em Mitsubishi 2 tấn. 2 tấn thôi nhá. 20 này, di chuyển 4 bánh đặc, sơn zin nguyên bản cả xe. Máy cứ ngon luôn. Không thì khói nào. Đấy, xe bên em về là chưa có bảo dưỡng gì đâu, chỉ có quay video giới thiệu cho các bác để nguyên zin bọc mạc này nhá. Máy rất là chất luôn. Hai tấn số sàn. Đấy, các bác chạy vật liệu chắc này thì quá là ok luôn. Máy zin từ con ốc. Đấy, sơn zin nguyên bản. Đấy, khi nào các bác lấy xe thì em mới bắt tay vào bảo dưỡng nhá. Đấy, dầu mỡ đầy đủ. Đấy, bên em thì là công ty trách nhiệm hữu hạn Sanlen Lê, nhập khẩu hàng trực tiếp từ Nhật Bản. Đấy, các bác quan tâm chiếc này thì alo em nhá, giá hơn 100 thôi, rất rẻ, cực kỳ rẻ luôn, ngon bổ rẻ. Mitsubishi 2 tấn, máy dầu số sàn, táp lưng 3m, càng dài 1m4. Đấy, càng lốp lắp thì các bác thích thì thay theo cầu thì em lắp theo cầu. Đấy, thích dịch giá có dịch giá, thích dịch hàng dịch càng, thậm chí là gần gù lốp kép. Đấy, ga không có tí khói nào luôn. Đấy, các bác mà muốn lên 4m đều có 4m, mà muốn lên 5m có 5m. Tất cả đấy các bác cứ liên hệ trực tiếp đến số thoại của em là 0379875765, em tư vấn cho các bác. Xe đẹp giá rẻ. Xin chào các bác nhé.